Cái gì tốt lá tốt đem dạ. Chỉ sợ đem ngon rồi hối nhầm lá xấu. Uống công người xào nấu quết đem. Ê anh Phương, anh Phương. Dạ anh Phương, vậy là sao anh Phương? Nói gì? Phương nói thiệt với anh em. Đó, con trai của tôi nè. Đó, anh nhìn thấy đâu. Đó, nó đánh tao, nó học giỏi của đàng hoàng. Tự nhiên anh nói vậy là sao? Tôi nói cho anh biết là con trai của tôi nghe. Con trai nó nhìn, nó còn muốn thèm. Còn con gái nó nhìn, nó còn muốn cua nữa. Xin lỗi anh à, con gái của tôi nè, nết na quỳ bị sống chung ngôn thành à, các bạn ông trời ơi, con trai ta thường dễ gì mà đừng nói để ý đâu nha. Bởi vậy á, hôm nay tôi muốn thưa cùng anh nào nói con tôi phải có sao lại ngăn cản lễ đã tôi một người một người nữa đã nói mấy ngày đủ cao đầu và âm quả tốn thời gian mà đâu có chuyện vui. Tôi nói cho anh nghe là đám hỏi, đám nói, đám cưới gì đó mình gom lại mình làm một cột. Đó, cái mình muốn mình kiếm cái nhà hàng thiệt là lớn, nhà hàng cỡ 5 sao gì nè. Đó, một ban nhạc đó hen, mình muốn ban nhạc xịn luôn anh. Trời ơi, đám cưới của con của chúng ta là phải làm cho lớn vậy đó. Ban nhạc là tôi phải kêu ban nhạc cũng như là danh cầm hoàng thanh nè. Đó, còn nhạc sĩ Minh Tâm tám theo nè. Đó, còn anh biết cả người mẫu đó hen, người mẫu tôi muốn